thì mình sẽ giới hạn bằng cái này, có thể chạy dương lên bao nhiêu hoặc là âm đi bao nhiêu. Ví dụ ở đây là có không thì nó chỉ chạy được từ không đến đến khoảng bao nhiêu mm hay micromet ở đây thôi. Cái này là giới hạn bằng phần mềm đấy, thì các anh có thể nhận hoặc là anh nếu không thì mình để số là nó to khi nó chạy đến số này sẽ báo software limit thì có thể cài hoặc không. Nếu như các anh để pha cái số này, cái số này mà để này thì nó sẽ tính theo theo này. Còn anh kích vào đây, anh kích vào đây, anh để invalid thì nó sẽ không không dùng cái tính năng software limit nữa, đúng không? Có là mình đang cái này nó chỉ là để bật dùng tính năng dùng hai cái này không thôi. Rồi. Đấy. Rồi, anh kéo xuống. Có những cái nào mình dùng đến thì em chỉnh lại. À, bây giờ nhé, bây giờ em sẽ dựng cái này và sẽ tạo một cái nốt để khi mà anh làm sẽ có những nốt để làm mình biết sửa đâu chứ em không làm mạnh càng mạnh hết thì nhá. Tiếp theo đây này, cái này là cái drop limit này, như là thích lợi nhá, mình cài cái drop limit này là bao nhiêu đấy cho mình. Dạ. Số đi. Đây, cái khoảng không anh kéo tình hình trên bên trên thì không đi. Đây, đây, cái khoảng này nhá, cái khoảng từ PR22 này đến PR đây đến cái này, cái khoảng này, cái khoảng này khoảng cài đặt cho tín hiệu ngoài vào, được chưa? Tín hiệu ngoài thì anh kích vào chỗ đây, kích từ nổi đến phút này, kích lúc này thì nó ra. Ví dụ như anh chọn là tín hiệu từ 17 thì anh phải có tín hiệu từ đây, hiểu chưa? Nếu như anh chọn từ servo amplifier thì anh phải có cái cáp cắm ở đây, hiểu chưa? Nếu như anh chọn là buffer memory thì có nghĩa là các cái sensor lúc đầu của anh sẽ ở đây nối với này, con x con y ở đây mình chuyển vào đây vào. Và mình sẽ phải có thêm cái công lệnh là move vào buffer memory của con player ở đây này. Thế thì em sẽ hướng dẫn cái bài toán đấy về sau nhé. Đây là em chỉ giải thích cái chỗ này thôi, mình đã biết thôi, thế là mình đã làm đến thực tế sau. Được. Làm anh ok. Đây. Đây. Đây là đến việc hôm cả các parameter từ 43 đến 48 này là cho việc cài đặt việc hôm. Thì cái này tí nữa đến là toán hôm thì sẽ vào giải thích cụ thể và có những cái phương pháp hôm nào. Đấy. Được chưa? Rồi ok. Rồi cái này là theo cái kia rồi, cái đi xuống còn thay đổi đúng không? Thì môn thứ hai. Cái này là cho cần hiển thị thôi, không cần. Tôi hiển thị nên màn hình nét là gì luôn. Rồi. Ở đây là cái đặt cho quy đề về bài này. Ngoài ra nhé, các anh kích thúc ở chữ servo parameter này. Ví dụ đấy. 1.27 có một hơn. Anh kiểm tra ok. Nó sẽ đưa sang cái phần mềm qua mình được. Đấy, nó sẽ lên sang, nó sẽ gọi cái này mà là ok, là đấy là cái vật mình có thể mình cài đặt trực tiếp trên đây, được chưa? Nó ra luôn cả hai chục cho mình luôn, được chưa? Rồi anh tắt cái này, không cần, không tắt tất cả. Rồi tiếp theo ở đây là cái bảng của production data này, thì cái bảng này là cái bảng cho trách điểm, đến bài là bài toán trách điểm mình sẽ cài đặt được. Cái đặt ở trong đặt. Chủ 1 là chủ 2
Yang belum kata di sana tidak besar. Oke, jadi yang banyak kan ya, karena itu tidak banyak kan kita cuma muncul. Jadi ở đây đối với demo thì hai chục giống nhau thì anh thích đấy chưa? Thích được phải tập copy. Xong này. Thích được phải hết. Nếu hai chục giống nhau thì mình làm như này được. Còn không mình phải cắt đi nhá. Như này hoàn thiện cái đặt hết đâu em sẽ tạo ra lỗi khi mà các anh làm để mình biết cách sửa lỗi. Bây giờ anh đổ xuống cho em. Chỉ có hai người đủ được thôi nhé, một là bộ kia, một người bộ này. Lấy cao đó rồi đấy, cao đặt cắm đó. Đấy, đấy, người cao đó luôn. Đây đây, tay anh đặt cắm. Vào hôm nay Vin to right to mua luôn đấy. Rồi tích chọn là cái gì? Tích chọn là cái gì? Đúng không? Tích kêu. Hôm nay em là làm lại chứ, em là tốn chứ.